Nấm rơm sấy thăng hoa của nhà La Mekong Food là loại nấm rơm sấy lạnh được tuyển chọn từ những nấm bút thượng hạng. Với công nghệ sấy thăng hoa hiện đại, giúp bảo toàn sản phẩm lên đến 99% hình dáng, chất lượng và dinh dưỡng. Chỉ cần ngâm 3 đến 5 phút trong nước là có thể chế biến những món ăn theo ý thích của mình. Mùi vị ngon ngọt hơn nấm tươi, chế biến được nhiều món ăn bổ dưỡng. Nấm rơm sấy thăng hoa có những đặc tính vượt trội: không biến đổi gen, không chứa gluten, không chất bảo quản, thuần dây dầu protein. Sản phẩm là 100% nấm rơm loại 1 ong hạt, chế biến món chay và mặn đều dùng được. Hộp nặng 50g, trong hộp có 2 bịch thuận tiện trong việc sử dụng lâu dài. Hạn sử dụng lên đến 12 tháng, bạn sẽ không thể lo lắng. Sản phẩm cao cấp có thể biếu tặng. Hãy liên hệ với chúng tôi để quý khách được chăm sóc tốt hơn. Chúng tôi có sắp trên sàn giao dịch điện tử, vui lòng chọn lọ hàng để được xử lý nhanh. La Mekong Food hân hạnh được phục vụ quý khách. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hotline 77057357.